Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhận định trước trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Arsenal và câu lạc bộ Southampton sẽ gặp nhau vào lúc 22 giờ đêm nay, ngày 11 tháng 12. Pháo thủ đã trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, Arsenal với Southampton nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Đây là cơ hội tốt để cho pháo thủ chặn đứng chuỗi trận thất vọng trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, Arsenal khởi đầu mùa giải năm nay bằng chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước Brentford, Man City và Chelsea. Nhưng sau đó họ lại bất ngờ thăng hoa với chuỗi 8 vòng đấu bất bại, trong đó có 6 chiến thắng, những kết quả tốt đẹp giúp cho đội bóng thành luôn luôn áp sát top 4. Tuy nhiên, sự ổn định một lần nữa là một điều xa xỉ đối với đội chủ sân Emirates trong giai đoạn thăng hoa Arsenal rơi bịch một phát xuống đất. Thầy trò Mikel Arteta để thua 0-4 trên sân của Liverpool. Những tưởng họ sẽ trở lại sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle, nhưng pháo thủ đã để thua 2-3 trên sân của MU, sau đó là thất bại 1-2 trước Everton, để thua 3 trong 4 vòng đấu gần nhất. Arsenal bây giờ đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, cách biệt giữa họ với vị trí thứ 4 của West Ham hiện đang là 4 điểm. Cơn đau đầu về hàng thủ đã xuất hiện trở lại với huấn luyện viên Mikel Arteta. Khi mà đội bóng thành London đã phải nhận đến 9 bàn thua quý vị ạ. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 16 ngoại hạng Anh thì Arsenal đã trở về sân nhà để tiếp Southampton. Được thi đấu tại sân, Emirates sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Aubameyang và đội đồng đội của mình. Kể từ thất bại trước Chelsea vào tháng 8 thì pháo thủ chưa thua trận nào trên sân nhà, thắng 5 và hòa 1. Nhiều khả năng huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ tạo ra một vài sự thay đổi so với trận thua 1-2 trước Everton hồi đầu tuần. Đội trưởng của họ sau khi phải ngồi dự bị ở sân Goodison Park sẽ nhiều khả năng quay trở lại đội hình xuất phát. Thưa quý vị và các bạn, phía biên kê chiến tuyến thì Southampton cũng không có được thành tích quá là tốt trong thời gian gần đây. 4 vòng đấu gần nhất thì họ không có được chiến thắng nào, trong đó có 2 trận hòa, 2 trận thua, những kết quả tệ hại đối với đội bóng của Rap Hasenyu rơi xuống vị trí thứ 16, chỉ hơn 3 đội cuối bảng là 6 điểm mà thôi. Hàng công đang là vấn đề lớn nhất của Southampton. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi mà Danny Ings rời đi khả năng ghi bàn của họ thì đã suy giảm đáng kể. Đội chủ sân St. Mary mới ghi được 14 bàn sau 15 trận. Thành tích tốt hơn duy nhất của đội nhét bét bảng đó chính là Norwich. Hàng thủ của họ cũng đang bộc lộ rất nhiều vấn đề trong chuỗi 4 trận không thắng đội bóng nào, đã nhận tới 9 bàn thua quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhận định kết quả trận đấu này như thế nào? Chiến thắng thuộc về đội bóng nào? Tỷ số là bao nhiêu? Quý vị và các bạn đừng ngại ngần để lại bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau tham khảo quý vị nhé. Vâng ạ, và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã